cái clip mà mình sẽ tổ chức cho anh em Happy Cream nội chiến và chế độ mà mình muốn anh em nội chiến trong cái buổi event cuối tuần này. Đó chính là chế độ trốn tìm, và map đấu của chúng ta sẽ là map Trung Đông. Mình thì mình vừa mới đọc pack cũng như là đọc kênh cho anh em để anh em có thể vào dễ hơn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức để có thể bắt đầu trận đấu này. Rồi, và chúng ta sẽ đến với event cuối tuần của Clan Happy Cream, một cái event mà mình đã dừng từ rất là lâu rồi. Còn cái thùng phi này làm ăn gì? Tôi sẽ phải quay lại thôi. Nào để xem nào. Ui giời ơi, tuyệt vời các bạn ạ. Ngay ở hiệp đấu đầu tiên thôi mình đã vớ ngay được cái bồn cầu rồi. Và mình sẽ phải đi tìm cái góc trốn để gọi là ngụy trang cho cái bồn cầu của mình. Đây rồi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất anh em ạ. Gắn luôn vào đây. Quá hợp lý luôn mà. Đấy, mấy thanh niên này có thể đậu phộng. Đấy, không thể nào phát hiện ra được. Một nơi nấp phải gọi là quá lý tưởng. À, kia cũng có một cái bồn cầu nữa. Rồi. Đấy thì cái event cuối tuần này thì mình đã bỏ bê khá là lâu rồi. Và đến bây giờ thì mình mới có thời gian để có thể làm lại. Thì rất mong sẽ được sự ủng hộ đến từ tất cả các thành viên trong clan, cũng như là một cái hoạt động thường niên khiến cho anh em có thể gắn kết cũng như là cảm thấy thú vị hơn ở trong Clan Happy Cream. Và bên cạnh đó thì cũng là một cái buổi gọi là buổi event mà khiến cho không chỉ anh em trong Clan Happy Cream cảm thấy thú vị, mà còn khiến cho người xem cảm thấy là cái cộng đồng tập kích bây giờ thì nó đang được cái gì đấy, vãi lều. Vâng, cái lều đang chạy ạ. Rồi, tuyệt vời. Vãi lều, thật sự là mình phải nói là đúng là vãi lều và không còn gì để nói nữa. Rồi, có một cái ghế ở đây nhưng mà dường như bạn ấy đã không bị phát hiện ra rồi. Và kẻ đi tìm đã bỏ qua và tiếp tục là đang đi về đâu đây. Vâng. Rồi, mình đã được một like đến từ HC Huy. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Thank you, we love you. Rồi, ở đây sẽ có một cái ghế, một cái bồn cầu và tiếp tục là một cái bồn cầu nữa đến từ mình. Vâng. Nào, thanh niên đi tìm. À, thanh niên đang đi đập mấy cái thanh. Rồi, trên tay là lăm cây rìu đây. Rồi, bạn ấy đang đi đâu đây? Rồi. Đi lên cao xong lại nhảy xuống thấp. Thật là khó hiểu quá đi. Rồi, đi đâu đây bạn ơi? Rồi, vâng. Lại quay lại chỗ cũ, vâng. Như vậy là chúng ta đã đến với lần biến hình tiếp theo. Ôi trời, cái thùng rác này to quá. Kiếm cái nào nhỏ thôi. Đây rồi, vâng, cái hàng rào này là tuyệt vời này. Mình sẽ gắn vào đây luôn. Nào, ok. Úi trời ơi. Vâng, như vậy là một cái tấm vải, vâng. Bạn chưa biết trèo đâu. Rồi, treo này là bị lộ đấy bạn ơi. Treo sát vào, ok. Cái như này treo ở đây là hỏng rồi mà. Treo ở đây là chắc chắn hỏng rồi. rất là hư cấu. Không biết các bạn đang xuống đâu. Ôi shit, ở đây cũng khó rồi. Hỏng à, hỏng à. Ôi trời ơi, vâng, tuyệt vời. Nhiều vua và các bạn. Vâng, bắt xe đồ. Rồi, quá nhỏ cho bạn. Một tình huống liêu vua nha. Ôi shit man. Rồi, còn hai thanh niên nữa đang trốn. Không biết là các bạn đang ở đâu. Rồi. Ôi trời ơi, và còn một cái biển báo với còn một cái chậu nước nữa. Chậu nước này là khó kiếm nhất này. Chậu nước nó bé quá. Rồi, mình sẽ có một cái cột đèn. Cột đèn không biết là bất cột đèn này nó ở đâu đây. Khó quá. Nào, không biết bất nó ở đâu nhỉ. Bất đâu là hợp lý nhỉ. Đây à, hợp lý nhỉ. Rồi mình sẽ khóa luôn ở đây đi. Rồi, hợp lý đấy. Đèn ở đây, xong đèn ở đây nữa. Quá là hợp lý luôn đi em ạ. Có mà rời biết. What the hell, lải chuối vâng. Biết hợp lải chuối rồi vâng. Mình sẽ đi tìm lải chuối à. À lải chuối trốn kia lại đi rồi. À, thanh niên nào đang đóng vai trò một cái lải chuối đây. À, ui, cái đậu sợ. Ui, ghê lắm. Rồi, bạn chui trong đây thì bố ai tìm ra đây. À, vãi. What the hell man? Cái gì vậy? Thanh niên nào đã chết mình rồi. Nhỏ vãi linh hồn à. Rồi, gọi là tấm vải treo đây là không hợp lý tí nào. Bằng lốp xe thì lại để ở trên cao như thế này. Tuy nó bất hợp lý nhưng mà nó an toàn anh em ạ. Xe nữa. Vâng, lải chuối vẫn đang an toàn ở trong cái thùng hàng. Vâng, lải chuối thật là khốn nạn quá đi. Rồi, bạn ấy lắp rất kỹ luôn. Rồi, lắp thế này mà vẫn còn bị tìm nữa thì mình nghĩ là số không khác gì chó mực. Bạn HC Anh này rất rất kỹ. Hình như đây là một nữ member của HC đây. Cũng gắn bó rất là lâu rồi. Và nghe nói thì mới được đổi tên. Không biết là bạn ấy trước tên là gì. Nhưng mà hình như là nữ chơi game hay sao ấy. Các bạn nữ chơi game và gắn bó với cả Clan Happy Cream. Sau khi mình kích tất cả anh em ra và lọc clan thì bạn ấy đã nhanh chóng đổi tên. Đến mức như vậy thì mình thật sự phải nói là mình rất kiểu như là rất là biết ơn đấy, biết ơn nhiều hơn. Ui, bây giờ tôi mới ngủ rồi. Thề luôn các bạn ạ, tôi không nghĩ là có những cái trốn như vậy đâu. Quá đẳng cấp vâng, HC dâm. Ở thạch của chúng ta thì bạn ấy đang sở hữu đó chính là một cái bánh xe vâng, đang di chuyển. Ui, mắc cua. Và bây giờ nó không trốn nữa rồi. Đi luôn. Rồi. Ôi giời ơi vâng. Thế này thì có mà rời kiếm. Và thánh trốn hết rồi. Một cái dù. Cái dù lấp ở đây thì sớm hay muộn cũng bị phát hiện rồi bạn. Sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Còn Thạch thì đang gọi là trốn chạy ở trên một cái lều rồi. Như đây là một cái lều mà một người chơi gắn vào đây. Xong rồi một người nữa gắn một cái lốp xe ở đây. Khi mà bắn cái lều, lốp xe rơi xuống. Đấy, lộ luôn cả hai đứa. Một sự phối hợp không hề gọi là an toàn một chút nào. Nhưng đây rất tiếc là một cái lều spawn. Và như vậy là trận đấu tiếp theo thì phần thắng thuộc về tiếp tục là thuộc về bên trốn. Với một cái dù, cái hàng rào và một cái lốp xe. Ui giời ơi, sao cứ cho tôi thùng rác như thế này, tôi biết lắp vào đâu. Ui giời ơi, lại cái lều. Vãi lều, cái lều này thì biết giúp nó vào đâu bây giờ đây. Ui giời ơi. Nào, tránh một cái lều. À, cái lốp xe này, cái lốp xe này rất dễ bị phát hiện này. Ui, một cái lốp xe. Ôi giời ơi, tí nữa thì tôi hẹo anh em ạ. Anh Nguyên đâm ra trượt. Rồi. Ô, chết nó đi. Rồi cái lốp xe mắc lên. Cái lốp xe không bị phát hiện. Rồi lốp xe di chuyển rồi. Còn một máu. Acedo. Như vậy là cái lốp xe đấy là của Acedo. Mình đi cái lều mình lấp ở đây là mình cảm thấy an toàn rồi. Rồi tôi đi xem những anh em còn lại đang ở đâu nhá. Nào, những anh em còn lại đang ở đâu? Các bạn đang ở đâu rồi? Holy shit. Rồi. Thôi cho cái xe kia thì biết giấu ở đâu. Cho vãi nồi cho cái xe. À rồi như vậy là mình sẽ được cái lốp xe. Và mình sẽ lắp vào đây luôn. Đấy lắp vào đây xuống. Có lấy lắp đây rồi. Thế là mình lên đi lắp ở chỗ nào đó nó an toàn đi ha. Lắp đâu bây giờ nhỉ? Lắp đâu bây giờ? Lắp vào đâu? Có. Ôi có cái xe hủ tiếu còn để ở kia đấy. Rồi đó. Mình sẽ kéo đây. Mình sẽ kéo. Ok. Rồi đặt lên trên đây. Rồi đó rồi anh em ạ. Trời ơi vâng. Nói chung là nó không hợp lý cho lắm. Nhưng mà nó an toàn anh em ạ. An toàn. Lớp cao cho nó an toàn. Rồi bắt đầu điên cuồng rồi. Bắt đầu bắn điên cuồng rồi. Vẫn còn 6 thanh niên đang đi trốn nữa mà. Như vậy là cái hiệp đấu này các thanh niên đi trốn rất kỹ luôn. Và như vậy là một thanh niên đã bị tiêu diệt rồi. Và thanh niên HC Tâm đã bị tiêu diệt. Và mình trốn đây nghe đẹp khá an toàn đấy nhở. Rồi. Phát hiện ra mình. Phát hiện làm sao được cơ chứ. Lắp quá kỹ rồi. Nào, còn ai không? Rồi tuyệt vời. Và 4 người chiến thắng bao gồm lọ hoa, một cái gọi là vòi nước, một cái biển báo và mình là một cái lốp xe. Tuyệt vời, một cái bồn cầu. Rồi cái bồn cầu thì biết lắp vào đâu đây. Nào để xem nào. Không biết là mình sẽ lắp vào đâu cái bồn cầu này. Góc cũ đi ha. Có lên. Chỗ nào hợp lý nhỉ? Thôi rồi, góc cũ. Ok. Nhảy qua đây ạ. Không được các bạn ơi. Không được rồi. Ok. Rồi. Chết rồi. Cuốn. Còn 3 giây nữa. Nhanh. Thôi rồi lại nhảy trượt. Nhanh rồi. Nó lắc anh em ạ. Quay khó quá à. Thế là bị lắc. Rồi lên nào. Lên. Gắn. Ok. Rồi thanh niên nào muốn đái thì có thể gọi là trèo cầu thang. Xong rồi lộn lại. Lộn lại 180 độ. Đầu rút xuống. Còn chân cầm lên để có thể đi lái. Trận đấu rất là bình yên luôn. 2 thanh niên đi tìm và 8 thanh niên đi trốn. Rồi tôi đã thấy các bạn rồi nha. What the hell? Vãi linh hồn. Vâng. Lọ hoa mình. Thôi xong tôi rồi. Vâng như vậy tôi đã bị phát hiện rồi. Quá nhỏ. Thôi rồi vâng. Lại một người nữa ra đi. Rồi dâm ơi là dâm. Thôi rồi lọ hoa chạy đi đâu đây. Lọ hoa đang nỗ lực. một cầu ở đây và còn 5 thanh niên đang trốn nữa. Không biết là các bạn này có gọi là tòa nạn hay sao không? Vâng, như vậy là Henry đấy. Vâng, Henry anh ta đã đâm chém điên cuồng và đã hẹo rồi. Vâng, đấy, tôi bảo là trong chế độ này là phải kích điện âm, đừng có chém bừa. Chém bừa mất máu là chết đấy. Hoặc là anh em nếu mà không tìm được thì có thể gọi là chờ đến thời khắc điên cuồng để gọi là bắn phá mà không bị mất máu. Rồi, một thanh niên ra đi, một thanh niên nữa ra đi. Vâng, dự là 2 thanh niên lấp vào trong cái xó đấy là chết hết rồi. Và cái vòi nước đang chạy, một thanh niên hát dâm này quá đẳng cấp rồi. Vâng, tìm rất là bá đạo luôn. Rồi, lấp đây đâu đây? Vòi nước lại để ở đây là hỏng rồi, là có gì đó sai sai rồi. À, vòi nước biết lấp vào đâu. Vòi nước lấp vào đâu đây? Vâng, vòi nước đang tăng mà. Thôi xong rồi. Vâng, vòi nước mà lại cứ đi chuyển ở giữa đường như thế thì khác gì là lại ông tôi ở bụi này. Vâng, rồi bây giờ chúng ta mọi niềm hy vọng của chúng ta đều đổ về cho bạn Hùng với một chiếc với tạo hình là một chiếc thùng rác. Vâng, rất to. Bạn đã lấp lửa người vào trong gì nhỉ, trong tường rồi. Bạn chỉ dô ra lửa người thôi, không biết là bạn ấy có thể sống sót hay không đây. Vâng, trong khi đó thì thời khắc điên cuồng đã đến rồi. Và tôi đã thấy là HCD lại bắt đầu bắn phá điên cuồng rồi. Không biết là HC Hùng có thể hồi phòng rồi. Vâng, tìm quá tốt luôn. Một tràng vỗ tay dành cho HCD, tuyệt vời. Ok, và như vậy là event của chúng ta đã kết thúc. Và bây giờ thì mình sẽ tìm ra hai người đứng đầu phòng để trao cho mỗi bạn một cái thẻ đổi tên. Nào, ai đây? Ai sẽ đứng đầu phòng đây? Như vậy là Dâm và anh sẽ là hai người đạt được cái thẻ đổi tên của mình. Mặc dù Rỉm cũng đã có một cái thành tích là 6-2 nhưng rất tiếc Rỉm lại đứng sau anh, cho nên là mình sẽ trao phần thưởng đó cho anh. Rồi, và một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã đến với event cuối tuần của Happy Cream và đến với video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.